Hôm nay, anh Thuyên đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Tiền Hải để làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, mọi thủ tục của anh đã được hoàn tất và hẹn trả kết quả sau một ngày. Các anh tiếp đón rất nhiệt tình và cái hồ sơ thì chúng em dân đến nơi không biết thì cũng còn để lộn xộn, các bác ấy đang sắp xếp lại cho và rất là nhiệt tình, chú đáo. Và để hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, Tiền Hải đã niêm yết và thực hiện 273 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong đó có 157 thủ tục mức độ 3 và mức độ 4. Tiền Hải tập trung vào cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, cấp phép xây dựng, tài chính, chứng thực. Bộ phận đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ và rút ngắn thời gian từ 5 ngày xuống còn 3 ngày để giúp các doanh nghiệp giảm tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại. Ví dụ như lĩnh vực cấp đăng ký kinh xe giấy phép kinh doanh, bộ phận thẩm định hồ sơ theo quy định là 3 ngày, giờ rút xuống còn 2 ngày. Và chúng tôi tiếp tục là đề nghị để rút ngắn xuống còn 1 ngày để phục vụ các doanh nghiệp và người dân. Với quyết tâm đột phá trong thực hiện cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính đã giúp cho huyện trở thành điểm đến trong thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay, đã có 7 dự án đầu tư mới vào địa bàn huyện với tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp sản xuất hiệu quả và đang tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Chúng tôi đang tiến hành tổ chức đầu tư mở rộng một dây chuyền sản xuất sữa dân dụng và một dây chuyền sản xuất sữa mỹ nghệ. Và trong quá trình đầu tư thì chúng tôi luôn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban của huyện trong vấn đề là tổ chức các thủ tục đầu tư do cấp huyện quản lý, và luôn luôn được sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp, các ngành của huyện Tiền Hải trong cái thời gian vừa qua. Năm 2022, cải cách hành chính tiếp tục được Tiền Hải xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ, ứng dụng triệt để chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thực sự hiệu quả, tạo đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.